Xin chào tất cả các bạn đến với kênh Mẹ Bé Thúy Thảo. Đây là kênh dành cho những bạn, những mẹ nào muốn tìm hiểu các dòng sản phẩm dành cho mẹ và bé. Ngày hôm nay thì kênh Mẹ Bé Thúy Thảo sẽ review so sánh về hai dòng sản phẩm khá nổi tiếng tại thị trường Việt Nam, đó là Nanga và Free Solagon. Hai cái dòng sản phẩm này có những điểm giống nhau và khác nhau như thế nào, và các mẹ nên chọn dòng sản phẩm nào cho con, thì các mẹ hãy cùng theo dõi video ngày hôm nay của kênh Mẹ Bé Thúy Thảo nhé. Đầu tiên thì mình sẽ nói lên cái hình dạng của hai dòng sản phẩm này. Thì các bạn thấy không, hai màu xanh dương gần giống nhau, và lon mình đang cầm trên tay đó là lon số 1 dành cho bé từ 0 đến 6 tháng tuổi. Cả hai lon đều dành cho bé từ 0 đến 6 tháng tuổi nhé. Tiếp theo nữa thì một cái điểm giống nhau của hai dòng sản phẩm này đều là sản phẩm có thương hiệu nổi tiếng tại thị trường Việt Nam cũng như là trên thế giới. Đối với Nan là có thương hiệu Nestle và xuất xứ tại Nga, sản xuất thì tại Thụy Sĩ hoặc Hà Lan. Đối với Free Solagon thì là một cái thương hiệu nổi tiếng tại Hà Lan. Và cả hai dòng sản phẩm này về cái thương hiệu thì các mẹ yên tâm, nó là những cái thương hiệu uy tín chất lượng dành cho bé. Rồi bây giờ thì mình sẽ đến với cái điểm giống nhau nữa, đó là cả hai dòng sản phẩm này đều là cái sản phẩm vị của nó là vị nhạt mát, và các bé sử dụng thì mùi thơm vị nhạt giúp cho bé dễ dàng ti hơn. Và các mẹ nào mà kết hợp giữa cho con bú sữa mẹ và cho con uống sữa công thức thì hai dòng sản phẩm này là vị nhạt, giúp cho bé dễ dàng vừa kết hợp giữa mẹ và sữa công thức, mùi vị nó gần giống với sữa mẹ. Rồi bây giờ thì mình sẽ phân tích bên trong cái giá trị dinh dưỡng của từng loại. Thì cái điểm mà các mẹ quan tâm nhất khi mà phân vân giữa hai dòng sản phẩm đó là cái giá trị dinh dưỡng mà dòng sản phẩm này mang lại khác nhau như thế nào và sản phẩm nào nhiều hơn. Đối với Nan thì dòng sản phẩm này chủ yếu rất nhiều các dinh dưỡng giúp cho bé có hệ miễn dịch, giúp cho bé có sức đề kháng. Ngoài ra thì bổ sung các loại Smart Lipid và các loại axit béo ARA, DHA giúp cho bé phát triển trí não, giúp cho bé phát triển võng mạc mắt. Và dòng sản phẩm này thì nó cũng cung cấp rất nhiều loại vitamin khoáng chất cho bé như A, C, D, E, các khoáng chất giúp cho bé có hệ miễn dịch cũng như là giúp cho bé có sức đề kháng lên cân. Và dòng sản phẩm này thì được biết đến là một cái dòng sản phẩm khá là mát, giúp cho bé dễ dàng tiêu hóa. Rồi đối với Free Solagon thì dòng sản phẩm này cũng nổi tiếng không chỉ tại Việt Nam và ở Hà Lan như mình đã nói đầu video rồi. Một dòng sản phẩm cũng cung cấp rất nhiều vitamin cho bé, A, C, D, E giúp cho bé có sức đề kháng. Ngoài ra thì dòng sản phẩm này nó bổ sung thêm các nucleotide giúp cho bé có sức đề kháng tốt hơn, giúp cho bé khi mà thay đổi thời tiết hay khi bé tiếp xúc với môi trường bên ngoài thì bé sẽ không bị nhiễm với những cái căn bệnh ở bên ngoài, môi trường bên ngoài, bé có sức đề kháng tốt hơn. Và Free Solagon này thì nó cũng là dòng sản phẩm bổ sung thêm DHA, ARA, omega 3, omega 6 giúp cho bé phát triển trí não và phát triển võng mạc mắt rất tốt. Cả hai dòng sản phẩm này thì đều giúp cho bé phát triển trí não rất tốt nhé. Về cái hàm lượng canxi, phosphor, magie trong hai dòng sản phẩm này thì tương đương như nhau, giúp cho bé phát triển về chiều cao. Đấy, các mẹ đã thấy được cái giá trị dinh dưỡng về dòng sản phẩm này. Thì cái điểm giống nhau là cả hai dòng sản phẩm đều giúp bé phát triển về chiều cao, giúp cho bé phát triển về trí não và có hệ miễn dịch, có sức đề kháng rất tốt. Tiếp theo nữa thì về cái dễ dàng tiêu hóa thì như mình đã nói từ đầu video rồi, cả hai dòng sản phẩm này có chất xơ FOS và GOS giúp cho bé dễ dàng tiêu hóa, dễ dàng hấp thụ. Và với hai dòng sản phẩm này được mệnh danh là sữa mát. Nhưng tại sữa mẹ Bé Thủy Thảo cũng như là theo sữa mẹ Bé Thủy Thảo đã nghiên cứu thì đối với Nan thì dòng sản phẩm này mát hơn so với Free Solagon. Hầu như các bé sử dụng Nan thì không bị tình trạng táo bón, nhưng đối với Free Solagon thì vẫn có một số bé sử dụng bị tình trạng bón. Thì cái này nó cũng nằm ở trong cái số rất ít thôi. Rồi đấy là về cái dinh dưỡng bên trong. Thì tiếp theo nữa thì cái dòng sản phẩm này về cái hỗ trợ phát triển lên cân của bé. Cả hai dòng sản phẩm có một cái đặc điểm giống nhau, đó là lên cân từ từ giúp cho bé phát triển toàn diện, nó không lên cân nhanh. Vì vậy nên những mẹ nào mà muốn chọn sản phẩm giúp cho con lên cân nhanh thì các mẹ không nên chọn hai dòng sản phẩm này. Nó chủ yếu là mát, tốt tiêu hóa, lên cân từ từ, hỗ trợ cho bé từng bước nhỏ, hầu hết là phát triển toàn diện thôi. Đấy, tiếp theo thì về cái dinh dưỡng đã biết rồi, về cái hình dạng cũng như là thương hiệu thì các mẹ chắc chắn cũng sẽ phân vân, đó là về giá cả.
thì cả hai dòng sản phẩm này nó có khác nhau nhiều hay không. Thì đối với về cái sự chênh lệch giá thì Free Solar Gold giá cao hơn so với Nan Nga, cũng cao hơn một chút thôi, chỉ nhích hơn một chút thôi, nên là cái này thì nó cũng không đáng kể lắm. Đối với những gia đình nào đã có điều kiện sử dụng Nan thì chắc chắn là cũng sẽ sử dụng được Free Solar Gold rồi. Đấy là về cái giá cả của hai dòng sản phẩm này. Về cái nơi mà các bạn có thể mua được hai dòng sản phẩm này thì như kênh Mẹ Bé Thủy Thảo đã làm video về phân biệt thật giả rồi. Trên thị trường có rất nhiều hàng giả hàng nhái của hai dòng sản phẩm này. Đặc biệt như mình nói là cái sữa nào nó càng chất lượng, sữa nào nó càng nhiều dinh dưỡng, sữa nào mà càng được các mẹ ưa chuộng thì nó lại càng nhiều hàng giả hàng nhái. Vì vậy nên khi mà các mẹ đi mua hai dòng sản phẩm này, nó được phân phối hầu hết tất cả các shop sữa ở trên thế giới, ở trên đất nước Việt Nam rồi. Nhưng để mua được cái sản phẩm chuẩn chất lượng thì các mẹ nên chọn những cái shop lớn uy tín để mua sản phẩm hai sản phẩm này nhá. Rồi tiếp theo nữa thì về cái giá trị dinh dưỡng, rồi tất cả những cái ưu nhược điểm, điểm giống và điểm khác nhau của hai dòng sản phẩm này thì mình đã review rất kỹ rồi. Và mong là những cái chia sẻ này ngày hôm nay của kênh Mẹ Bé Thủy Thảo sẽ giúp cho các mẹ kiến thức nên chọn sản phẩm nào cho con của mình. Và nếu các mẹ đang phân vân không biết chọn sản phẩm nào, cũng như là muốn sản phẩm nào giúp cho con phát triển từng phần gì, các mẹ có thể để lại nhận xét comment ở dưới video về chiều cao, về cân nặng, về số tháng của bé, thì để kênh Mẹ Bé Thủy Thảo có thể chọn những cái dòng sản phẩm sữa thích hợp nhất cho bé, tư vấn cho các mẹ chọn cho con. Và các mẹ cũng có thể IB trực tiếp vào số Zalo bên trên để kênh Mẹ Bé Thủy Thảo có nhân viên tư vấn trực tiếp cho các mẹ nhé. Cảm ơn tất cả các bạn, các mẹ đã luôn theo dõi video cũng như ủng hộ kênh Mẹ Bé Thủy Thảo trong suốt thời gian vừa qua, và rất mong là nhận được những nốt like, những nốt đăng ký để các mẹ có thể theo dõi thật nhiều video hay ý nghĩa hơn, cũng như là ủng hộ kênh Mẹ Bé Thủy Thảo giúp cho kênh ngày càng phát triển hơn nữa. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.